Xin chào các bạn, đây là vang Nick FX80 Luxury. Thì với dòng vang này để kết nối với cúp đẩy cũng khá là đơn giản. Thì khi mà các bạn đặt mua mà chọn là vang với cúp đẩy thì bên mình sẽ tặng kèm theo cho các bạn cái dây như thế này các bạn nhé. Một cặp dây canon âm dương để các bạn có thể kết nối được với cúp đẩy. Thì đây là phía đằng sau. Ở phía sau này thì để mà kết nối thì các bạn lưu ý cho mình là phía sau của vang Nick FX80 Luxury nó sẽ có ba cái rắc canon dương ở đây. Thì các bạn sẽ làm như sau ạ. Bạn sẽ để cho mình ở chỗ này, nó có cổng xúc out. Cái cổng xúc out này là cổng để các bạn có thể cắm được với dây ra xúc điện nhá. Còn ở đây mình sẽ cắm cái đường giờ mấy lò out này. Đấy, đây là đường ra của vang này. Và chúng ta sẽ cắm tín hiệu này xuống cúp đẩy là ok. Đây, với đẩy này là đẩy hai kênh, kênh A kênh B. Mình sẽ gắn như thế này. Đấy, như thế này là đã xong rồi. Với dòng vang này thì nó kết hợp, có thể được kết hợp với cục đẩy hoặc có thể kết hợp với âm ly tùy theo cái bộ âm thanh của các bạn đang có sẫn. Và với dòng vang này khi mà bán ra, các bạn lưu ý với dòng vang Nick FX80 Luxury thì bên mình có thời gian bảo hành lên tới 18 tháng. Đấy là một cái lưu ý các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.